A-di-đà-phật. Tại sao hai tượng Bồ Tát này giống nhau dữ vậy ta? Một Bồ Tát nhỏ, một Bồ Tát lớn. Chỉ cần một Bồ Tát là đủ rồi. Vô đây lại thêm ba tượng: Di Lặc, Đại Thế Chí, Quán Thế Âm nữa. Nhiều tượng quá. Chỉ cần một tượng là đủ. Phải thiên nhiên, phải là nhiều mới là đẹp. Chùa Vinh Nghiêm.